Hoan hỷ chào đón quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh xin mến chúc tất cả quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông và may mắn. Thưa quý vị và các bạn, nếu các bạn đang muốn biết trong tháng 12 âm lịch này mình có gặp phải khó khăn hay là trắc trở nào, hãy xem tử vi cho tuổi Giáp Thân sinh năm 2004 trong tháng 12 âm lịch. Dựa vào sao chiếu mệnh, hạn tuổi và các sao chiếu theo năm thì bạn có thể dự báo được những điều gì? Hãy cùng lắng nghe những luận giải chi tiết về tử vi của tuổi Giáp Thân sinh năm 2004 trong tháng 12 âm lịch qua lá số tử vi. Điều này sẽ không chỉ giúp bạn biết được những việc sắp xảy ra trong tháng 12. Việc này còn giúp bạn biết được việc đó là tốt hay xấu, diễn biến và kết quả sẽ xảy ra như thế nào. Và cùng với đó là trường hợp nếu như trong tháng 12 tới có nhiều khó khăn trắc trở thì bạn nên tránh làm gì để có thể thuận lợi hơn. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng đi vào với phần luận giải chi tiết về lá số tử vi cho những người tuổi Giáp Thân sinh năm 2004 trong tháng 12 âm lịch. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Giáp Thân sinh năm 2004 trong tháng 12 âm lịch năm 2021. Giáp Thân sinh năm 2004, mệnh thủy, tuyền trung thủy, nước trong suối. Bên ngoài, người tuổi Thân là người hoạt bát, nhanh nhẹn và có mưu trí cao. Họ khá nghịch ngợm và linh hoạt dù trong công việc hay cuộc sống, là những người rất biết cách ăn mặc và chăm chút cho bản thân. Những người tuổi Giáp Thân đa phần có ngoại hình đẹp, hiền lành và dễ gần. Người tuổi Giáp Thân có rất nhiều tài lẻ thiên bẩm, họ rất giỏi về những vấn đề mang tính nghệ thuật và biết nhiều thứ khác nhau. Họ sẽ dễ dàng nhìn thấy những người tuổi Thân, họ có thể vẽ giỏi, hát hay, nhạc cụ chơi tốt và các việc vặt thủ công, may vá, họ đều rất giỏi và nhạy bén. Người tuổi Giáp Thân không nhường nhịn, chịu thua ai, họ luôn muốn mình được làm và phải làm được, không dễ gì có ai giỏi hơn họ. Họ có lòng đố kỵ rất lớn, khi nóng giận, lời nói cũng khá cay nghiệt, nói năng tùy tiện, tính tình dễ thay đổi, lúc nóng lúc lạnh thường khó lường. Về phương diện học tập, người tuổi Giáp Thân tháng này học hành tiến bộ, thi cử, đạt thành tích tốt. Tuy nhiên, tâm lý lứa tuổi này bất ổn, vui buồn lẫn lộn, thậm chí còn có xu hướng bướng bỉnh, cố chấp. Ở nhà gây mâu thuẫn với các thành viên trong nhà, ra ngoài xung đột với bạn bè, phụ huynh thường phải đi theo sau để giải quyết hậu quả. Ất âm mộc gặp canh dương kim nên gọi là chính tài, nghĩa là Thân bị khắc xuất. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Giáp Thân cần phải chú ý nhiều tới tính tình của mình, đừng vì những đòi hỏi vô lý mà vô lễ với bố mẹ, người thân. Hãy học cách kiềm chế và quan tâm hơn đến bố mẹ của mình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Trong tháng này, cảm xúc cá nhân thay đổi bất thường cũng ảnh hưởng phần nào đến thành tích học tập trong năm. Lại thêm đang ở độ tuổi nổi loạn nên học hành có phần chểnh mảng, bị nhiều yếu tố khách quan tác động. Ngoài ra, bạn cũng nên tránh việc yêu sớm, nếu không sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến việc học, khiến cho thành tích đi xuống. Cần các mục tiêu xác định chính của mình trong giai đoạn này là việc học. Vì thế nên dồn hết sức cho việc này, không nên mơ mộng và suy nghĩ quá nhiều. Phụ huynh cần phải chú ý quan tâm và đốc thúc con cái, nên hướng con đến những điều tích cực, phân tích cho con hiểu. Song cũng cần có thái độ mềm mỏng, khuyên nhủ, chứ không nên áp đặt, ép buộc, gây nên những áp lực lớn cho con cái, thậm chí là phản tác dụng. Để tiếp tục cải thiện vận may trong học tập vào năm 2021, thầy Gia Cát khuyên các gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Thân, Tí, Thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Dù chưa phải lo lắng nhiều về vấn đề tiền bạc do tuổi còn nhỏ, cha mẹ chu cấp, nhưng nhìn chung gia chủ tiêu khá nhiều tiền của cha mẹ trong tháng này, đa phần vì mục đích học hành, phần khác cho những nhu cầu cá nhân như đi du lịch, chăm sóc sức khỏe, tiệc tùng bạn bè. Một số bạn Giáp Thân tham gia công việc làm thêm đã kiếm được chút ít tiền tiêu vặt cũng đỡ đần cho cha mẹ phần nào. Thứ ba, về mặt sức khỏe, ở độ tuổi này gia chủ khá cứng đầu, dễ để cho cảm xúc điều khiển lý trí, gây ra những hành động quá khích, ăn nói thiếu suy nghĩ nên dễ làm mất lòng người khác.
Cách biệt thế hệ cũng khiến cho mối quan hệ với cha mẹ không tìm được tiếng nói chung. Bản mệnh có nhiều suy nghĩ riêng và không muốn bị cha mẹ can thiệp quá nhiều. Đừng quên rằng phụ huynh hay có xu hướng áp đặt con cái, nhưng suy cho cùng, họ cũng vì muốn tốt cho bạn mà thôi. Hãy thử ngồi xuống nói chuyện rõ ràng để bố mẹ tin tưởng và hiểu cho những lựa chọn cũng như là suy nghĩ hiện tại của bạn, thay vì đối chọi chỉ khiến cho tình hình thêm gay gắt. Một số bạn cũng xuất hiện tình trạng yêu sớm, cha mẹ nên theo sát để chỉ dạy cho con những điều đúng đắn, tránh để tình cảm cá nhân làm ảnh hưởng đến học tập quan trọng hơn. Mệnh chủ Giáp Thân sinh năm 2004, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của mệnh chủ Giáp Thân sinh năm 2004. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Dù không gặp vấn đề gì nghiêm trọng về sức khỏe, nhưng bản mệnh lại hay mắc phải những bệnh vặt khi thay đổi thời tiết hoặc lúc giao mùa. Bạn cũng nên chú ý an toàn khi đi lại, không nên điều khiển phương tiện giao thông khi chưa đến độ tuổi được cho phép. Nếu không cẩn thận, rất dễ xảy ra tai nạn giao thông, thương tích và gặp họa sát thương. Tổng quan tháng 12 âm lịch năm 2021, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu. Tháng 12 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 12 năm 2021 và kết thúc vào ngày 29 tháng 12 năm 2021, tức ngày 3 tháng 1 năm 2022 đến 31 tháng 1 năm 2022 dương lịch. Tháng 12 Tân Sửu có nạp âm là Bích Thượng Thổ, tháng Sửu Lục Hợp Tý, Tam Hợp Tỵ và Dậu Thành Kim Cục, Xung Mùi, Hình Tuất, Hại Ngọ, Phá Thìn và Tuyệt Mùi. Đối với người tuổi Giáp Thân trong tháng 12 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 11 tháng 12 năm 2021, tức ngày 13 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Dần, có nạp âm là Lô Trung Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 23 tháng 11 năm 2021, tức ngày 25 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Dần, có nạp âm là Thành Đầu Thổ. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Giáp Thân. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Các ngày tốt đối với người tuổi Giáp Thân trong tháng 12 âm lịch năm Tân Sửu năm 2021. Ngày âm lịch ngày 2 tháng 12 năm 2021, tức ngày 4 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Tỵ, có nạp âm là Sa Trung Thổ. Ngày âm lịch ngày 14 tháng 12 năm 2021, tức ngày 16 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Tỵ, có nạp âm là Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch ngày 26 tháng 12 năm 2021, tức ngày 28 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Tỵ, có nạp âm là Bạch Lạc Kim. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Năm 2021, Thái Tuế là Sửu. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên các gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho các gia chủ tuổi Giáp Thân để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên các gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của phong thủy Gia Cát về tử vi tuổi Giáp Thân sinh năm 2004 trong tháng 12 âm lịch. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi Giáp Thân. Qua đó thì quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước trong tháng 12 âm lịch, hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn, đúng không ạ? Diễm Quỳnh rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để có thể là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Xin chúc cho quý vị luôn gặp nhiều may mắn và thành công hơn. Xin mến chào và hẹn gặp lại!